Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Mơ. Chúc bạn sẽ có những giây phút giải lao thoải mái, cùng với đó là tổng hợp những câu chuyện hấp dẫn nhất về câu lạc bộ Arsenal, những thông tin về tình hình chuyển nhượng, những câu chuyện bên lề của pháo thủ sẽ được cập nhật liên tục và xuyên suốt trong các video của Bóng Đá Mơ. Và trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên hãy nhấn like, đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho mình nhé. Ngay bây giờ sẽ là video của ngày hôm nay. Arsenal và nỗi đau về những người đội trưởng. Arsenal bây giờ chỉ là cái bóng của chính mình so với thời gian huy hoàng ngày xưa. Và trong những giai đoạn sa sút này, Arsenal cũng chẳng có được người đội trưởng xứng tầm. Với một câu lạc bộ lừng lẫy như Arsenal, không khó hiểu khi họ từng sản sinh ra những người đội trưởng vĩ đại như Tony Adam, Patrick Vieira hay Thierry Henry. Tuy nhiên, thời thế thay đổi, vẫn có những thủ quân khiến cổ động viên pháo thủ phải đau lòng khi nhắc lại. Cesc Fabregas, trong triều đại của Arsène Wenger, một trong những thành công của ông chính là phát hiện ra tài năng của Cesc Fabregas. Chơi cho Arsenal từ 2003 đến 2011 đã giúp tên tuổi của ngôi sao người Tây Ban Nha được khẳng định và anh cũng là thủ quân của đội bóng giai đoạn 2008-2011. Cesc Fabregas đã đem đến cho Arsenal phong thái chơi bóng đầy hào hoa cho đến bây giờ chưa ai làm được. Thế nhưng, việc anh dứt áo ra đi đầu quân cho Barcelona và sau đó là Chelsea, đối thủ của Arsenal, đã khiến cổ động viên pháo thủ không còn yêu anh như ngày xưa. William Gallas, không dễ để William Gallas tạo được thiện cảm với cổ động viên Arsenal khi anh chuyển đến từ Chelsea. Nhưng khoảng thời gian từ 2006 đến 2010 chơi cho pháo thủ, có thể nói Gallas cũng để lại ấn tượng đẹp qua việc anh được chọn làm thủ quân giai đoạn 2007-2008. Thế nhưng, những bất đồng sau đó với đồng đội và việc Gallas bỏ sang Tottenham, một đối thủ không đội trời chung với Arsenal, càng khiến cổ động viên đội này tức giận. Robin Van Persie, nếu cổ động viên pháo thủ không chấp nhận việc Gallas sang Tottenham hay Fabregas đá cho Chelsea, thì hành động Robin Van Persie ăn mừng trong màu áo Man United khi hai đội gặp nhau chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào da thịt họ. Bất chấp việc ngôi sao người Hà Lan đã ghi gần 100 bàn cho Arsenal và làm thủ quân 2011-2012 thì người ta vẫn không tha thứ cho anh. Laurent Koscielny, đầu mùa giải 2018-2019, sau khi Mertesacker nghỉ hưu thì ngôi sao người Pháp được chọn làm thủ quân của Arsenal. Nhưng chỉ sau một mùa giải, người đội trưởng này lại gây ra nhiều hành động khiến cổ động viên pháo thủ sôi máu. Đầu tiên là việc anh từ chối tham dự du đấu cùng Arsenal và tuyên bố muốn ra đi. Đáng nói, Koscielny lại chọn cách ra mắt đội bóng mới Borac khiến người ta sốc khi mặc áo Arsenal bên ngoài, còn áo Borac bên trong. Trong video, anh cởi áo Arsenal để lộ áo đội bóng mới. Với Koscielny, có thể đấy là sự sáng tạo, nhưng rõ ràng không một cổ động viên Arsenal thích người từng làm đội trưởng pháo thủ làm như vậy. Granit Xhaka, mùa giải 2019-2020 dù mới đi qua chưa hết 1/3 chặng đường, nhưng nhiều sóng gió đã ập đến Arsenal. Granit Xhaka, thủ quân mới của Arsenal, tiếp tục gây nên những điều tiêu cực. Trong trận đấu với Crystal Palace, Xhaka đã có những xung đột với cổ động viên Arsenal khi bị thay ra, kết quả anh bị tước bằng thủ quân. Sau đó, Xhaka từ chối ra sân trong trận đấu với Leicester City, Arsenal thua 0-2. Có lẽ đã tới lúc Arsenal chia tay người thủ quân này. Ở mỗi đội bóng, người đội trưởng luôn có vai trò quan trọng bởi đó là đại diện hình ảnh, thậm chí là biểu tượng của họ. Thế nhưng, với những Koscielny hay Xhaka thì cổ động viên muốn quên đi thật nhanh bởi đó chỉ là những điều khó chịu mà thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem hết video của mình. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!